chương một nhân sinh cũng nên đối mặt lựa chọn khó khăn bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com nhắc nhở có mới hệ thống nhiệm vụ phát động mời túc chủ công khai làm ra trở xuống thuyết minh một thân yêu phơ rô tiên sinh kỳ thật ta là bị động thụ thích lấy bị tiến công phương thức đến thu hoạch được đặc thù giác quan thỏa mãn hai phơ rô tiên sinh con gái của ngươi lisa thật sự là mê người cô nương nàng cao phong sâu sắc hấp dẫn ta. Ta thỉnh cầu ngươi, đem ly sa gả cho ta đi. Ba, ta chỉ là đang nghĩ ngươi thái thái. Nếu có may mắn cùng nàng đại chiến một trận, nàng có lẽ sẽ quỳ ta nặng bổng phía dưới. Trong đầu nhớ tới thanh âm nhắc nhở, để chân thiếu lông như bị sét đánh, thời gian dài ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, đối mặt tràn đầy chất vấn phơ rô huấn luyện viên, vô luận lựa chọn cái nào một đầu, đều đủ để để hắn rơi vào vực sâu mg thường ngày không nên như thế phát động a à, tại xuyên qua trở thành một quả bóng đá vận động viên thực hiện đời trước không thể hoàn thành mộng tưởng còn đã thức tỉnh thuộc về mình ngón tay vàng về sau kịch bản hẳn là nhanh chóng trở thành lớn ngôi sao bóng đá mới đúng sự tình làm sao lại biến thành như vậy chứ chân thiếu long cưỡng ép tách ra quá mức nhìn hai bên một chút hy vọng là đang nằm mơ làm người tuyệt vọng chính là hoàn cảnh không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào sct pauli đội thanh niên sân huấn luyện quất vào mặt mà đến gió thu. Dưới chân bóng đá. Chung quanh nhìn mình chầm chầm đồng đội, một mặt chất vấn nhìn qua phơ rô huấn luyện viên, cùng gốc trẻ rời đi xa xa mái tóc xụ nữ hài bóng lưng. Phơ rô nữ nhi ly đến thăm phụ thân, bởi vì mọc ra một bộ la lị mặt, còn có ngọn núi cao vút, quả thực hấp dẫn không ít lực chú ý, đội thanh niên đều là chừng 20 tiểu hỏa tử, ngày thường phần lớn thời gian liền đá bóng, một loại nào đó tinh lực đều cực kỳ tràn đầy làm đội thanh niên một thành viên trong đó, có mỹ nữ khẳng định nhiều chú ý vài lần, cũng không có gì lớn. Chân thiếu Long vô tội muốn khóc. Khi lấy được ngón tay vàng trong nháy mắt, hắn cũng cưỡng chế đạt được một cái đặc thù kỹ năng bị động. Chân thực, chân thực, cỡ nào tên dễ nghe. Chân thực, có được một viên tinh khiết nội tâm, không cách nào nói ra dối trá, chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt chân thực tình cảm cùng ý nghĩ chân thiếu long cảm nhận được kỹ năng bị động uy lực liền căn bản là không có cách bình tĩnh đi lên không cách nào dối trá xã hội bây giờ ai không dối trá a à, gặp được người nào nói cái gì lời nói là sinh hoạt cơ bản kỹ năng dù là kẻ đáng ghét đến đâu lấy lòng hơn mấy câu cũng khẳng định chính xác hoàn toàn không nói dối trá như thế nào mới có thể bình thường sống sót tỷ như một nữ nhân đến hỏi đánh giá một chút ta tướng mạo còn có thể trả lời nói, thật xấu, muốn nôn. Muốn chết phải không? Từ đạt được ngón tay vàng lên, chân thiếu long đã mất đi loại năng lực này. Đương Ly Sa một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ, đến nói chuyện đông tây phương tướng mạo trên lệch vấn đề, hắn mới mở miệng liền bại lộ ý nghĩ, người sơn phong thật cao. Ly Sa một mặt chấn kinh, e lệ, buồn cười kỳ quái biểu lộ, khẳng định là bị làm phụ thân phơ rô chú ý tới, chờ Ly rời đi về sau, hắn đi tới điểm danh chất vấn chân thiếu long người mới vừa rồi cùng nàng nói cái gì báo ứng đến rồi phơ hành vi phát động hệ thống thường ngày ba cái tuyển hạng đơn giản phân tích chính là thổ lộ phơ đối phơ thổ lộ lisa cùng thổ lộ phơ thái thái ta ngày a cái này mẹ nó cái gì kỳ hoa tuyển hạng cho dù là biểu đạt đối lisa ái mộ chi tình cũng không thể trước hướng phụ thân nàng khích lệ cao phong sau đó tiến vào cầu hôn tiến độ A, về phần còn lại hai cái. Lão tử không phải biến. Thái. Chân thiếu lông trong lòng thống khổ kêu thảm, thăm dò tính chất cùng hệ thống thương lượng, có thế không chọn sao. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày có tiêu cực thái độ, 10 giây sau tự động mở ra trừng phạt nhiệm vụ. Không cách nào hoàn thành trừng phạt nhiệm vụ, sẽ cưỡng chế giảm xuống 5 điểm lực lượng thuộc tính. Đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, bảy mẹ nó chân thiếu long lập tức kinh hãi đừng 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 ta tuyển hắn hết thảy liền có 40 điểm lực lượng thuộc tính trong đội thuộc về thân thể yếu nhất cầu thủ trừ đi 5 điểm không có 8 phần có một còn đá nghề nghiệp gì bóng đá a à, tại đếm ngược thanh âm biến mất trước chân thiếu long kiên trì nói phơ rô tiên sinh con gái của ngươi lisa thực sự là thật sự là mê người cô nương nhất là kia đối cao phong sâu sắc hấp dẫn ta. Ta thỉnh cầu ngươi, xin đem Lisa gả cho ta đi. Cũng chính là một câu cuối cùng nói nhanh, chân thiếu lông còn phối hợp cuối mình vái chào. Yên tĩnh. Theo chân thiếu lông tiếng nói kết thúc, toàn bộ sân huấn luyện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người dừng lại động tác. Bọn hắn đều đang làm một sự kiện, chính là trận mắt hốc mồm nhìn xem chân thiếu lông, sau đó lập tức đem chú ý đặt ở phơ rồ trên mặt ha ha ha. Một đám người nhìn không được cười vang lối ra, còn có bỏ đá xuống giếng, nhắm ngay bên này giơ ngón tay cái lên. Chân thiếu lông lúng túng muốn chết. Ferro, SCT Pauli đội thanh niên huấn luyện viên, một cái gần 50 tuổi trung niên nhân, càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, sắc mặt của hắn từ đỏ biến thành đen, từ hắt lại chuyển thành đen than đen, chợt liền trở nên xanh xám. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa hắn cắn răng hung hãn nói. Chân thiếu lông giả bộ như ngây thơ vô tri nhìn hai bên một chút, giống như mình không biết lời nói mới rồi, sẽ thương tổn nghiêm trọng phơ rô làm phụ thân nội tâm. A, à, phơ rô tiên sinh, chẳng lẽ ta thích Lisa cũng có lỗi? Tình yêu là vô giá. Chúng ta Trung Quốc coi trọng phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Ngươi là Lisa phụ thân, ta thỉnh cầu ngươi đem. Chân. Cắn răng nghiến lợi nổi giận âm thanh lối ra, Phơ rô đánh gãy chân thiếu long, hắn dùng hết lực khí toàn thân, chỉ hướng sân huấn luyện đường băng, cho ta đi chạy vòng. Chạy 100 vòng. Không. Một nghìn vòng. Hôm nay huấn luyện của ngươi chính là chạy, một giây cũng không thể ngừng, ta sẽ toàn bộ ngày giám sát. Đừng nghĩ lười biếng. Đừng nghĩ. Là, là, là. Chân thiếu lông ngược lại như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng liền đi chạy vòng đông đảo đồng đội quăng tới buồn cười, thương hại, cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Ngay tại lúc đó, chân thiếu long cảm giác lực lượng của mình, tự hồ có một chút xíu tăng lên. Mặc dù chỉ tăng lên một điểm lực lượng, nhưng cân nhắc đến lực lượng thuộc tính chỉ có 40 điểm, một điểm cũng là 2.5%, trị số tỷ lệ tới nói cũng không nhỏ, thân thể vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Chân thiếu long lập tức cảm thấy vui mừng, Xấu hổ cũng là có thù lao, hệ thống nhiệm vụ rất bình thường trứng. Đau, chỗ tốt duy nhất chính là tăng lên rõ ràng, đổi lại những người khác, muốn rèn luyện tăng cường một điểm lực lượng, làm sao cũng muốn 10 ngày, nửa tháng, thậm chí nhiều hơn thời gian A, à, mình chỉ cần một câu liền tốt. Không đúng. Còn muốn đứng trước liên tục chạy vòng, cùng phẫn nộ phơ rô chú mục, phản phất là như kim đâm ánh mắt, đâm phía sau lưng đều có chút đau đớn chân thiếu long yên lặng nói lời xin lỗi, hắn là không dám nhận mặt tạ lỗi, bởi vì kỹ năng bị động, chân thực, hiệu quả, có lẽ ở trước mặt nói ra được sẽ là, ta liền thích Lisa Cao Phong, ngươi lại có thể thế nào? Nổi giận phơ rô có thể hay không khiên súng săn truy sát mình? Đáng sợ. Chân thiếu long bên cạnh chạy trước bước, vừa mở ra hệ thống giao diện, cũng nhìn thấy nhiệm vụ hàng ngày ban thưởng tăng lên. Túc chủ. Chân thiếu long tuổi tác. 18 tuổi lực lượng chỉ số, 41 sức chịu đựng chỉ số, 39 linh mẫn chỉ số, 61 cầu cảm giác đánh giá, 50 nhan giá trị, 55 kỹ năng, chân thực. Có được một viên chân thực nội tâm, không cách nào nói ra dối trá, chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt chân thực tình cảm cùng ý nghĩ. Tất sát. Tại hệ thống trợ giúp dưới đối thủ nhỏ vùng cấm địa sẽ cùng tại cầu môn. Tại đối thủ nhỏ vùng cấm địa sơ cầu, tự động phát động, tất sát, hiệu quả, bóng đá tất nhiên sẽ tiến vào đối thủ cầu môn. Mỗi trận chính thức tranh tài chỉ có thể phát động một lần. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.